test nhẹ cho anh em một mát. Mới là một khu vực Thái bên độ xem nam ha. Đó, quá giọt luôn nha. Xe này. Rồi chào anh em mát nha. Giới thiệu với anh em cấu hình lên cái bộ nồi Thái ha. Chạy cho nó nhẹ xe bốc, còn cái xe này thì bị tuột nồi quá rồi. Thì em làm canh lại cho anh em từ phần số sắt này kia luôn nha. Rồi so thì canh hết cho anh em này luôn. Cái dòng nồi mát này rất là khó làm nha. Nói chung là anh em mà tay nghề yếu là giật chết luôn nha. Đó, em làm là bao cho anh em chạy là vừa nhẹ, cắt côn ngọt ha. Và số lên là bốc nha. Đó, dít là có dít ga là lên liền chứ không phải bị e rồi bị cắt côn không hết nha. Đó. Thì anh em thấy là lâu ngày thì cái xe này chạy nó mòn hết nè. Bố sắt nó mòn mà nó âm lõn cái ly nè. Nó không có được cái độ bắt nồi bám này nha. Đó, em làm thay combo cho anh em luôn. Còn bố thì em đi là đi bố Nhật nha. Đó. Cái bố cũ của anh em là em bỏ nha, em đi lại của mình là bố Nhật ha. Còn sắt là em làm sắt Vinh Thái cho anh em, đó cho nó bền đó. Đồ thì em có đồ xịn có, đồ tầm trung có, đồ chống mềm có nha. Thì anh em làm thì cứ lựa chọn cấu hình đồ ha. Bên em thì có rất nhiều gói để cho anh em lựa chọn. Anh em muốn làm nồi mát nè, làm máy mát, sơn si dọn khiển thì ghé bên em ha. Đó, lắp ráp thì em lắp ráp là đúng chuẩn theo phiên bản Vinh luôn nha. Đó. Cắt côn nhẹ nhàng và chạy rất bốc nha. Em sẽ chút nữa em sẽ test cho anh em tham khảo luôn. Đó, dòng Kawasaki Mát Nhật này là bên em là chuyên làm nha, chuyên làm chuyên dọn cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em Mát rất nhiều nha. Test nhẹ cho anh em một mát mới là một khu vực Thái bên độ xem nam ha. Đó, quá giọt luôn nha. Xe này thì tuột rồi chạy không nổi, bây giờ em làm là chạy rất bốc nha. Đó, rất sướng ha. Đó, em dạo nhẹ cho anh em vài dòng để cho anh em tham khảo nè. Dít là lên nha. Đó, có bình nồi mát em làm cho anh em là bao nhẹ nhàng ha. Không có sợ bị tuột nồi nha. Đó, nhích lên thôi. Quá đạt luôn nữa ha. Đó, nhẹ nha. Ngon cầm đầu nha. Đó. Anh em mát mà muốn làm nồi làm máy sơn si dòng khiển thì đến bên độ xe Việt Nam nha. Bên em thì chuyên dòng mát Nhật nha. Đó, dạo nhẹ cho anh em vài dòng cho anh em ha. Nhích lên nha. Đó, con số là ngọt ngàn, cắt côn ngọt cho anh em ha. Đó. Bình âm côn xả chớn cho anh em luôn ha. Dòng mát này thì bên em thì có đồ của Nhật và đồ của Thái nha. Anh em muốn làm thì ghé bên em. Đó, có đồ Vinh cho anh em là nồi nha, êm bền nhẹ nha, nước gió ha. Đó, có bình phun nồi mát bao êm cho anh em. Đó, làm xong bên em thì có hóa đơn phiếu hành đầy đủ cho anh em ha, để cho anh em chạy nha, bao ok cho anh em ha.